Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Duy Tân về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Nam thanh niên 26 tuổi đón chị họ là ca sĩ Hồ Ngọc Hà bị cáo buộc vào khung hình phạt cao nhất của tội danh lên tới 15 năm tù. Kết quả điều tra xác định tối ngày 10 tháng 2 năm 2015, Tân lái ô tô Audi vào ga quốc tế Tân Sơn Nhất đón chị họ là ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Khi dừng lại, Tân vẫn nổ máy, quên kéo cần số về chế độ đỗ xe, đồng thời mở cửa phía trước, bước xuống giúp nữ ca sĩ đưa hành lý lên. Do xe còn ở chế độ lái nên tiếp tục chạy về phía trước. Thấy vậy, Tân dùng chân đạp phanh nhưng đạp nhầm thành chân ga. Ô tô tăng tốc lao lên chảnh sờ trước nhà ga, húc biển hướng dẫn rồi va chạm với tài xế taxi. Xe tiếp tục lao sang lề trái, đâm vào 16 người đứng đón thân nhân và chỉ dừng lại khi va chạm với hai ô tô khác. Tai nạn làm một người chết, 15 người bị thương, trong đó 3 nạn nhân thương tật 19 đến 76%. Nguyên nhân được xác định là do Tân vi phạm quy định về dừng đỗ xe trên phố.